xin chào các em. Chúng ta sang bài mà số ID là 020. Bài này làm trong bài đề kiểm tra số 11 ở trên lớp khóa hữu cơ cơ bản 12. Thầy làm lại video này để những bạn mà khi trên lớp chúng ta thực hiện thời gian mà chúng ta chưa làm được hoặc chúng ta giải lại chúng ta chưa hiểu được để các em xem lại và cố gắng để làm sao chúng ta xử lý được những bài kiểu như này đến khi chúng ta thi thố. Thế thì bài này có cái gì ghê gớm không? À, rất cơ bản thôi với ester ở đây cụ thể là chất béo người ta thực hiện 3 phản ứng phản ứng thứ nhất là phản ứng với lại đốt cháy phản ứng thứ hai là phản ứng với NaOH và phản ứng thứ ba là phản ứng với brom em thấy rất là cụ thể ba loại phản ứng quen dùng đó thế thì với phản ứng đầu tiên phản ứng với oxy cho số oxy cho số CO2 số liệu cho ở dạng mol thì thầy nghĩ đến bảo toàn nguyên tố rồi đó đặt số chất béo là A nước là đặt B đi để có sơ đồ như này Phản ứng thứ hai là phản ứng với kiềm của thầy. Thầy có là cũng là amon. Vậy suy ra NaOH của thầy là bằng 3A bởi vì NaOH của thầy phản ứng sẽ sẽ bằng lần số nhóm COO này 3 lần lên. Muối là khối lượng là 26,52. Đề thi cho khối lượng này không đổ được về Mon rồi. Vậy trong đầu các em phải nghĩ đến bảo toàn khối lượng. Glycerol của thầy là amon, bảo toàn gốc C3H5. Bây giờ mục tiêu thầy phải tìm được A và B. Sau khi tìm được AB rồi thì thầy tìm Brom một cách nào? thì dùng quan hệ mol của CO2 và nước. Đó. Việc đầu tiên bây giờ tìm AB là Đầu tiên thầy bảo rằng nguyên tố oxy 6A cộng với số mol oxy ở trong oxy bằng với là oxy trong CO2 cộng oxy trong nước. Thứ hai là bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy thì m của chất béo cộng m oxy bằng m CO2 cộng m nước. đây Và m chất béo của thầy được tìm thông qua bảo toàn khối lượng cho phản ứng số 2 này. À, thầy có là gì? 26,52 là khối lượng muối cộng glycerol là 92A cộng NaOH là 40 x 3A là khối lượng của sản phẩm trừ đi NaOH thì ra khối lượng chất béo. Tóm lại, đây là khối lượng chất béo tính theo bảo toàn khối lượng cho phương trình 2. Cộng với khối lượng oxy bằng khối lượng CO2, đây, cộng khối lượng nước. Như vậy kết quả thể tìm ra được A và B rất là nhanh chóng, A bằng 0,03, B bằng 1,5. Sau khi tìm AB rồi, thầy dùng quan hệ mol CO2 và nước để tìm ra số mol brom. CO2 trừ nước áp dụng công thức của đốt cháy bằng pi trừ 1 nhân với số mol của chất béo là 0.03. Pi ở đây là tổng pi. Bây giờ thầy muốn là tìm pi ở gốc cơ bởi vì chỉ có pi ở gốc mới tham gia phản ứng với brom. Thầy gọi K là số pi ở gốc. Vậy pi ở gốc cộng với 3 thì ra pi ở trước trừ đi 1 vẫn giữ nguyên số 1 trừ 1 đây. Nhân 0.03. Thầy nhân vào kết quả thầy có là 0.03K cộng với 0.06 thì 0.03k chính là số mol của brom. Tức là khi phản ứng brom thì cái Kp này của thầy, số mol Fp này sẽ phản ứng với brom, chính là số mol brom luôn. Đây bằng brom luôn này, cộng 0.06. Như vậy kết quả thầy suy ra brom luôn. À cao am keo kem có là CO2 thay vào nước thay vào trừ đi 0.06 thì ra 0.09. Vậy số mol brom phản ứng của thầy là 0.09. Đáp án thầy gọi là đáp án A. Đó. Một cái bài rất là quen thuộc thực sự mà này để là những những bạn năm sáu điểm thì nó hơi hơi quá một chút nhưng với những bạn mà xác định 7 điểm thì bắt buộc các em phải cày được những loại toán như thế này 7 đến 8 đó và cày thật nhanh và chính xác thầy và hiểu được cái công thức đốt cháy này thầy hiểu được bảo toàn nguyên tố này hiểu được bảo toàn khối lượng này thì vận dụng các em mới làm được